Đây là clip nói về bản cập nhật tiếng Trung ngày hôm nay Bản tiếng Trung thì hôm nay đã cập nhật Thứ nhất là Zmu của con Brian Gaudon Và con Mega Ray Quaza. Tất nhiên là nó chỉ cho mở đến cổng 2 trên 8 thôi Cổng 2 trên 8 ở cho skill 1 Ví dụ như skill 1 của Mega Ray Quaza Bây giờ nếu lên cổng 2 trên 8 thì nó sẽ thêm đó khi ra skill 1 sẽ thêm 10% tỷ lệ bạo kích và 15% sát thương bạo kích trong vòng 2 lượt và được cộng dồn 2 lần. Còn với cả con Primon Gaudon thì skill 1 của nó bây giờ khi ra nó sẽ tăng thêm 15% tỷ lệ kháng bạo kích trong vòng 2 lượt và nếu đang ở chế độ trái tim nóng chảy thì nó sẽ hấp thụ 80% song thủ. S bây giờ bắt động có Z mu để cho nó khác biệt hơn so với S cộng S cộng có mu thì nó mạnh hơn thì bây giờ SS đối với các top mu nó cũng sẽ khiến cho bộ skill của các SS thêm mạnh ở đây ví dụ như là mình chỉ tiến đến cổng 1 thôi cổng 1 cổng một ở cái thứ nhất thì nó đã cần đến 6 mảnh của con Gradon và đến 6 mảnh con S cộng bất kỳ chỉ để mở một cái bậc đầu tiên của cổng 1 các bạn phải mở đến 8 cái của cổng 1 này Thì bắt đầu mới tiến được đến cổng 2 Và nếu mà để muốn nâng cấp cái uh, Skill 1 vừa rồi Thì các bạn phải tiến cổng này Cái cập nhật tiếp theo đó là S cộng mới Mana Phi Nó sẽ xuất hiện Chưa có duyên của nó Nên chưa biết được nó là cái dạng nào Có thể là dạng hồi máu Hoặc là dạng uh, hỗ trợ Bộ skill thì toàn về nước đây là một con 600 với tổng chỉ số và tất các chỉ số đều bằng nhau 100 hết giống như là con celebi này hay là mew chẳng hạn hay là con shaymin dạng len cũng toàn 100 hay là con victini tất cả chỉ số đều đồng đều và một con s nữa asgardian gia vẫn chưa cập nhật gì cả bậc s đó là con slowbro slowking này với tổng chỉ số có 490 thôi Nó này cũng chưa có duyên hay là bộ skill gì cả Thì đó là cập nhật về S mới và S cộng mới của bản tiếng chung Nhìn khá ngộ nghĩnh Tiếp ở bản tiếng chung đó là cái cây thiên phú Cây thiên phú thì ngoài năm cái ban đầu Bây giờ nó đã cập nhật thêm ở các giải đấu khác nữa Ví dụ như ở uh, World Championship mới có này hay là giải đấu uh, bit sắp tới tuần 18 ngày 18 ở bản tiếng Trung sẽ là của con Manafi này thì việc bit biết của con Manafi này nó cũng đánh bay cái dự đoán đó là con uh, nó sẽ có ở bit mà là Askreninja nó sẽ có ở sự kiện sinh nhật game ngày 26 tháng 3 và ngày đó cũng sẽ là mở SS của con uh, kill kèm với cả con Manafi nữa là chúng ta sẽ có ba con hệ nước sẽ chuyển thành tìm hệ nước bắt đầu lên ngôi Asgard Ninja này Manafi và Primal Kyogre vậy là mình cũng chuẩn bị cũng đủ bộ ba thời tiết lên S đó là con Prime Gaudon này Mega Rayquaza và Primal Kyogre đến lúc đó thì chắc là sẽ có skin mới dành cho con Primal Gaudon thì mình cũng đang nhắm tới là sẽ kiếm cho đủ bộ ba này cái skin của trong game Hiện tại bộ skill của con Manafi này chắc là tuần tới thì nó sẽ cập nhật ở cái server test. Thì lúc, lúc đó sẽ có thêm một số trận đấu test trước khi ra mắt Pitbull của con Manafi này. Còn với uh, Asprey Ninja này thì cũng chưa có skill gì hết. Cũng là do người chơi tự dự đoán và tăng lên thôi. Cả Primal Kill và Rare cũng vậy. Hiện tại chưa có một bộ skill hoàn chỉnh. Chắc là phải gần đến ngày đó. Trước cái ngày 26 tháng 3, một tuần, chắc là ngày tầm 20, thì bộ skill của hai con Diamond uh, Kyogre và con uh, Ash Gren Ninja mới được ra mắt. Còn trước đó thì một tuần tới sẽ có skill của con Manaphy này.